Chi phí thôi nhà 2 triệu. Rồi, còn lại 13 triệu. 120 ngàn nhân cho 3 ngày, 30 ngày là 3 triệu 6. Rồi, vậy là mua sắm chỉ có 1 triệu thôi. Rồi, di chuyển 400 ngàn tiền xăng 1 tháng. Rồi, chi phí khác là lanh quanh cà phê này kia 1 triệu. Rồi, tiết kiệm 5 triệu. Rồi, dự phòng 2 triệu. Rồi, đó là tài chính 1 tháng rồi cá nhân. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và chào các em. Anh chị khán giả trong trường quay có mặt trong ngày hôm nay. Và bạn nam bên kia, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tố Nữ, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tố Nữ hả? Dạ, Tố Nữ. Làm gì Tố Nữ? Dạ, em làm về chuyên về mảng planning cho một công ty ngành hàng tiêu dùng nhanh ạ. Ở quận mấy? Dạ, ở quận 7 ạ. À, quận 7. Dạ. Trời, cái tên Tố Nữ nghe tự nhiên tôi thèm khát một cái trái cây gì đó. Mít, mít Tố Nữ. Dạ. Ừ, tranh Tố Nữ cũng đẹp mà mít Tố Nữ cũng ngon. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Huỳnh Đình Lân, em năm nay 30 tuổi. Huỳnh gì? Huỳnh Đình Lân ạ. Tại thì em đang làm kế toán ở Sài Gòn, thì em làm ở quận 3. Còn nhà của em thì ở Đà Lạt. Bạn gái cho biết điểm mạnh, điểm yếu cho của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, sống hơi giản dị một chút. Ngoài những yếu tố đó ra thì nằm hết ở yếu tố còn lại ạ. Chị, dạ. Ví dụ coi cái điểm dở nhất của mình là gì? Dạ chắc là hơi thẳng tính một xíu ạ. Thẳng tính là tốt, đâu có gì đâu mà mệt. Điểm dạ. Nào nữa? Em hay dùng dầu gió mỗi khi mà gặp stress hay là về vấn đề gì thì sẽ hay dùng đến nó để mà giống như là thay vì các bạn nữ thì dùng nước hoa thì em nó giống như dầu gió đúng không? Dạ đúng rồi. Nói cho em biết là chị không stress, chị cũng xài dầu gió. Cho nên cái đó cũng không phải là điểm yếu luôn. Dạ, vậy thì chắc là nằm hết ở ưu điểm rồi. Vậy là em không có điểm yếu đó. Nè nhà trai ơi, bên đây không có điểm yếu luôn. Dạ, vậy để em có điểm yếu bù vô chị. Rồi, mời nhà trai. Điểm mạnh của em là em có tinh thần lạc quan cực kỳ tốt. Tại vì công việc em rất là stress nên tự bản thân mình phải gọi là refresh bản thân được. Còn về điểm yếu hiện tại đó là do cái tính chất công việc á, nên cái khả năng của em là trong cái phần mà giao tiếp hay là tìm hiểu về các bạn nữ thì nó hơi có vấn đề một chút, gọi là hơi nhát một chút. Em có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì chưa có cái nào gọi là chính thức cả. Chỉ có cái gần chính thức. Gần chính thức là ngồi bên kia đúng không? Dạ không, gần chính thức đây là mối này chắc chắn chính thức à. Rồi còn bên mình thì sao nè? Dạ hiện tại thì em cũng chưa có một mối tình chính thức nào hết rồi. Chắc chưa là... có luôn, trước dạ, đây chưa... cũng chưa có luôn. Chưa, do em sống hơi lý trí một xíu. Dạ. Thì hôm nay cũng nhân chương trình thì cũng có một cái cơ hội cho em. Cho nên thì em nghĩ năm này sẽ cho trái tim của mình lên ngôi. Dạ, nghĩa là em phân khúc ra từng dạ, cái gọi là giai đoạn trong cuộc đời của mình. Và bắt đầu từ hôm nay đổ đi em sẽ nhường cho con tim, đúng không nè? Dạ. Rồi, qua tôi coi dạ, trong coi mặt chàng trai Đà Lạt coi sao nè. Hello, dạ. Chào cưng. Em tưởng tượng đi bạn Tố Nữ bên đây sao? Chắc là tranh Tố Nữ. Vừa là tranh Tố Nữ vừa là mít Tố Nữ luôn. Em muốn tìm một hình mẫu lý tưởng nào nói cho bà mối Hồng Vân biết đi. Em muốn bạn nào đó có giọng nói dễ thương. Dễ thương trong cả giọng nói và cách nói chuyện nữa. Em có thích con gái sống lý trí không? Dạ, nếu sống lý trí quá thì cái mặt tình cảm của bạn sẽ bị lấn át đi. Và sẽ có nhiều quyết định nó bị ảnh hưởng. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì hai người sẽ tự tìm hiểu nhau và cố gắng. Thì em nghĩ là sẽ phù hợp thôi. Tại vì em đã sẵn sàng rất lâu rồi. Em đã rất sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Dạ, xin thưa với ông mối, xin mời ông có thể giao lưu với nhà gái. Dạ, một xíu. Cái này hả? Để có ông thì thầm cái gì đó. Cái gì đây? Hả? Gì vậy? Tài chính cá nhân 1 tháng. Giới thiệu đàn trai. À, rồi. Tài chính nhà trai. Thu nhập cố định hàng tháng 15 triệu. Rồi. Chi phí thôi nhà 2 triệu. Rồi, còn lại 13 triệu. Chi phí ăn uống 120 ngàn nhân cho 3 ngày, 30 ngày là 3 triệu 6. Rồi, vậy là mua sắm chỉ có 1 triệu thôi. Rồi, di chuyển 400 ngàn tiền xăng 1 tháng. Rồi, chi phí khác là lanh quanh cà phê này kia 1 triệu. Rồi, tiết kiệm 5 triệu. Rồi, dự phòng 2 triệu. Rồi, đó là tài chính 1 tháng rồi cá nhân. Tài chính sau khi kết hôn này người ta đã có cái bảng. Rồi thì đọc đi. Chàng trai kế toán mà. Kế hoạch chi tiêu tài chính sau khi kết hôn, thu nhập cố định hàng tháng cũng 15 triệu, chưa lên đó. Lương ngoài 2 triệu. À, có lên, có lương ngoài nữa làm thêm 17 triệu. Chi phí thuê nhà 4 triệu. Này, có vợ rồi. À, là nhân đôi hả? Nhân đôi có vợ rồi, phải cộng hơn chút xíu. Chi phí ăn uống hàng ngày 100 ngàn nhân cho 30 ngày là 3 triệu.
lên ha. Ủa sao kỳ vậy ta? Có một mình ơn ổng ăn 120 ngày mà bây giờ có vợ nữa là còn lại có 100 là ủa, sao? Ừ đúng ha. Giờ tại cái này có lúc đầu là hai nồi cơm, giờ còn có một nồi cơm nó giảm à. À giảm một nồi giảm, chi phí hai người nó giảm xuống. Mua sắm hai người cũng có 1 triệu thôi. Di chuyển 500 là lên đường trăm. Lên đường trăm sao kỳ vậy? Chở đôi, đi chợ đôi thôi. Chi phí khác 1 triệu. Tẹo lại. Tiết kiệm 5 triệu rưỡi. Dự phòng 2 triệu, trời ơi. Chi phí trần. Tính hết trơn hết trời rồi. Tính hết rồi đó, cứ thế mà làm thôi. Em nói cho anh Quyền Linh biết cái cảm nhận của em về cái cách chi tiêu của gia đình bên đàn trai như thế nào. Nếu như mà cho em hỏi bạn nam bên kia một xíu, nếu như mà nếu như mà em là một người khác với lại cái chi tiêu mà anh đã lập ra ấy, anh có sẵn lòng cùng em lập lại một cái bản kế hoạch mới được không ạ? Rất sẵn sàng luôn, em chỉ cần vạch kế hoạch rồi anh thực hiện. Dạ, vậy là em sẽ tự viết nên cái bản kế hoạch này đúng không anh? Đúng rồi. Vậy vậy thì nhờ anh Quyền Linh cắt cái tờ giấy này vào trong túi được không ạ? Xé đi ạ. Thế hả? Dạ đúng rồi, tại vì anh kia đồng ý sẽ làm theo cái bản kế hoạch của em. Xé đi, xé. Tốt phép ha. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn. Anh thấy bản này nó cũng hợp lý khi một mình thôi. Ừ. Bây giờ em gái, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ cái thứ nhất thì về chiều cao của em không có giới hạn, cho nên là em muốn một người bạn nam cao từ 1m68 trở lên. Cái thứ hai thì về ngoại hình thì ưa nhìn một xíu, đặc biệt là không được hút thuốc, cờ bạc. Wow. Dạ, không hút thuốc và không biết đánh bài. Có ý chí tiến thủ, chín chắn để quyết định, những lúc cần quyết định thì bạn sẽ là người ra quyết định. Ok, anh thấy thích và gái rồi đó. Thôi, bây giờ em trai em đi với ai? Dạ có chị họ với đồng nghiệp em. Rồi mời đại diện nhà trai. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả khán giả ở đây, và hai bạn ở trên sân khấu. Em là chị của Lân. Thực ra cái bản chi tiêu lúc nãy á là một cách để mà thể hiện Lân là dân kế toán thôi, chứ thật ra Lân không có tính toán như vậy đâu. Nên bạn nữ yên tâm ha. Dạ. Và hôm nay tới đây á thì Lân cũng rất là chín chắn và thực sự là rất nghiêm túc để tìm một nửa kia của Lân. Còn bạn nữ bên này thì thật ra là chị rất là thích tính cách của em. Dạ. Rất là rõ ràng, tinh tế. Chị rất là thích. Dạ, cảm ơn chị. Và chị nghĩ là Lân cũng sẽ rất là thích. Chị nghĩ là hai bạn có một cái sự matching với nhau đó. Rồi, cảm ơn chị. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em ruột của em ạ. Em ruột hả? Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và tất cả mọi người ở đây. Con tên là My và con là em gái của chị hai con. Chị hai con là một người rất là sống độc lập. Chị ấy luôn là một người mà đặt mục tiêu từng năm. Cho đến năm này thì ba mẹ con cũng hối rồi. Nên là chị của con thì cũng muốn mở lòng của mình ra. Trước giờ thì con cũng không có can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của chị con. Chị con nói gì thì con cũng đồng ý. Nên là con tin vào quyết định của chị con. Rồi con nói sơ sơ nãy giờ con cảm nhận anh này như thế nào cho chị con nghe đi. Dạ, thực sự thì con thấy anh là dân kế toán nên là anh rất là sống, rất là có kế hoạch. Và con nghĩ là chị con chắc là sẽ cũng cần một người giống như vậy. Rồi, tốt rồi. Con nay nhiêu rồi? Dạ. Con nay nhiêu rồi? Dạ, con 24 tuổi. 24 hả? Con nhiều chưa? Chưa. Khi nào cần lên đây gặp chú với cô Hồng Vân nha. Dạ, con cảm ơn cô. Ok, bây giờ mình đã nghe góp ý hai gia đình ha. Bây giờ thôi, để hai bạn gặp nhau đi. Mở rào. Chào. Dạ, em xin đọc nữa. Dạ. Bạn đọc rồi kể lại cho mình cũng được. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Thì đó là một cái combo, cái cuốn nốt. Thì nó sẽ làm anh sẽ ghi những cái dự định, những cái kế hoạch trong tương lai của mình. Thì bên cạnh đó thì sẽ luôn luôn có một cái chiếc đồng hồ để mà luôn luôn nhắc nhở cái việc mà đặt mục tiêu của mình nó sẽ hoàn thành đúng cái thời gian đặt ra. Và cái tiếp theo đó là cái sở thích của cá nhân em thôi. Thì em nghĩ nó giúp em giải tỏa stress. Thì hy vọng nó cũng sẽ giúp anh giải tỏa những cái khó khăn hoặc là vướng mắc gì trong công việc cũng như là cuộc sống. Em làm đồng hồ của anh luôn được không? Dạ. Không cần có người nhắc. Cảm ơn em nhiều nhé. Dạ dạ. Lúc nãy á, anh nghe nói là em là người rất là mạnh mẽ, có ý chí, có kế hoạch, mọi thứ được sắp xếp. Nhưng mà có những thứ không thể nào sắp xếp được, nhất là trong chuyện tình cảm nữa. Tại vì tình cảm nó không thể nào sử dụng lý trí được. Nên nếu như
em nói em muốn mở lòng trong năm nay hoặc là năm sau gì đó, thì em đã có cái dự định gì cho việc mở lòng đó chưa? Có nghĩa là để một chút tình cảm nó lớn át lý trí của em chưa? Như em có chia sẻ đó thì cũng như là em gái của em chia sẻ thì ba mẹ em ở nhà cũng hối lắm rồi. Cho nên cái việc mà năm nay em quyết định cho trái tim của mình lên ngôi á, là cũng một phần là em nghĩ là em đủ chín chắn và đủ cần một người để mà ở bên cạnh mình san sẻ những cái khó khăn cũng như là cuộc sống vui tươi của mình trong cuộc sống ạ. Tại vì anh thấy em là người tự lập rất tốt, có thể tự giải quyết mọi khó khăn luôn. Em có thể kể một chút cái nào mà em đang cảm thấy khó khăn hoặc là cần anh giúp được không? Chắc là việc chi tiêu trong gia đình thì cái đó gần như là em không giỏi cho lắm. Em lập ra cái mục tiêu cho cá nhân mình thôi. Còn cái việc mà chi tiêu thì em nghĩ chắc là chương trình tìm đúng người cho em hay sao sẽ giúp em chi tiêu, giảm bớt chi tiêu lại một xíu. Anh nghĩ là chắc là các khoản chi tiêu trước đây của em chủ yếu là phục vụ cho bản thân mình hoặc là lo cho gia đình của mình, thì anh nghĩ nó là cũng hợp lý thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Nếu anh giúp em thì có một chuyện anh sẽ giúp em, đó là mình xây cái nhà. Mình xây cái nhà? Vậy cho em hỏi là anh có đất rồi hay sao vậy ạ? Không, anh không có đất, nhưng anh nhìn thấy em thấy đồng hồ, thấy kế hoạch là anh thấy sắp rồi đó. Rồi, anh có nghĩ 2 năm nữa thì anh sẽ là một người như thế nào? Anh chưa bao giờ nghĩ 2 năm nữa là người như thế nào. Anh chỉ nghĩ là trong cuộc sống này anh sẽ là người sống hạnh phúc nhất với chính bản thân mình, với những người thân xung quanh mình. Đó là điều anh mong muốn. Tại vì như em nói đó, em là người sống về lý trí, còn anh thì tình cảm nhiều hơn. Và thật sự anh rất là yếu đuối trong chuyện tình cảm. Vậy cho em hỏi là sao trong 30 năm về trước á, thì anh lại không tìm một cái người bạn nữ nào để cùng anh chia sẻ? Thì cái rào cản nào để mà anh tìm một bạn nữ sẽ phù hợp với anh? Thật ra nếu nói kỹ hơn là cuộc sống trước đây á, thì anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện là sẽ lập gia đình hay là có tình cảm bất kỳ ai cả. Cho tới khi là anh thấy là mình xảy ra biến cố rồi, và anh nhận ra là mình không thể nào sống một mình được. Tại vì bản thân mình, ngoài cái chuyện là chia sẻ tình cảm, chia sẻ với người thân, thì có một điều quan trọng hơn nữa, đó là hạnh phúc. Và hạnh phúc thì không thể nào một người có được hạnh phúc. Dạ. Anh có câu hỏi nào không? Không, nhìn em xinh quá anh hết muốn hỏi. Như vậy thì chắc là em hỏi rồi. Mình tiến đến mình nắm tay cô gái để trao cảm xúc với nhau. Rồi, mình hát tặng bạn gái một bài gì đó, bạn gái cũng vậy. Anh cũng muốn hát đó mà, giờ anh sợ hát lên là bị bể dĩ liền à. Dạ, hát hay không bằng hay hát. Thôi để em hát trước hả? Dạ rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một giường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Em xin hết. Hay quá. Cảm ơn em nhiều. Cho anh nở một bài nha. Dạ không sao ạ. Hiện nay trong trái tim của em đang như thế nào? Em có thể diễn tả và cảm nhận từ người đối diện như thế nào? Hãy nói rút ruột rút gan cho bạn gái nghe đi. Thật sự thì em nhận thấy đây sẽ là một người có thể giúp em tiến xa trong cuộc sống, cũng là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Còn lại thì vẫn là tùy vào quyết định của bạn. Còn mình đã quyết định rồi. Okay. Trời ơi, cái câu đáng yêu lắm luôn á. Bây giờ hai bạn để tay vào nút bấm. Các bạn có thể đưa ra chứng kiến của mình, quyền quyết định là của mình, và bấm bằng trái tim của mình nha. Khi bấm, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Rồi, thẳng bây ra. Giờ sau 3 tiếng đếm thì chúng ta sẽ bấm hoặc không bấm nha. Dạ. 1, 2, 3. Hết thời gian. Cả hội trường mừng vui đó, cả hội trường mừng vui đó. Nắm tay, bây giờ là mình có quyền nắm tay nhau rồi. Coi như ba mẹ đang xem truyền hình. Bạn nói gì với ba mẹ của bạn gái đi. Rồi ba mẹ của mình nữa. Đứng ở đây con xin phép bên ba mẹ của bạn gái và cũng là ba mẹ của con luôn. Thì thật sự con không dám hứa chắc là sẽ đem lại niềm vui cho bạn gái này lúc nào cũng như vậy cả, nhưng mà con chắc chắn bạn sẽ là người hạnh phúc nhất ở bên cạnh con. Nhân đây là mình xin hôn bạn ở đáng yêu vậy thôi chứ. Mẫu bạn trai của em đơn giản lắm, chỉ cần biết quan tâm và cùng tần số với em là được rồi. Khi em gặp bạn thì em giỡn hơi ngay với một phần là em cũng thích nấu ăn, nhưng mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Ông, cái này thì chắc mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn. Thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Mời nhà trai. Vui vẻ à. Rồi, mời em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và bạn nữ và quý vị khán giả đang ngồi có mặt ở trường quay. Em tên là Trần Hồng Linh Sơn, em 26 tuổi, hiện đang là cán bộ của trực thuộc đội quản lý đô thị huyện Nhà Bè. Trời, Sơn ở Nhà Bè luôn hả? Dạ, em ở con ở Nhà Bè. Rồi, bây giờ bên mình nè,
con giới thiệu đi. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào tất cả khán giả. Con tên là Vũ Thị Kiều Trang. Con năm nay con 26 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang. Con đang sinh sống và làm việc tại Rạch Giá Kiên Giang. Rồi á, con từ Kiên Giang lên đây lúc nào? Dạ con đi 11 giờ đêm hôm qua. Đêm hôm qua, làm nay lên gặp chương trình luôn. Dạ con lên tới đây 6 giờ sáng. Con làm gì? Dạ con làm nhân viên kế toán tại công ty xuất nhập khẩu. Ở dưới Kiên Giang. Đó. Tên... Mạnh điểm yếu của Sơn là gì? Dạ điểm mạnh của con là hòa đồng, vui vẻ, có thể biết nấu ăn, rất là dễ bắt chuyện với một người bạn mới. Còn điểm yếu là hơi tự ti về bản thân và rụt rè trước bạn nữ. Tại sao tự ti? Thì nhìn sao đó con. Dạ bên kia cũng giống giống vậy thôi, cũng lo gì đâu ha. Cơ địa mình vậy rồi, mình có khả năng mình tập thì nó sẽ xuống thôi chứ không có gì đâu ha. Dạ chú xưa chú bự hơn con đó, chú bự gặp gấp rưỡi luôn đó. Rồi giờ mà con sao ta? Mếp luôn, có cái đẹp cũng mếp mếp. Dạ điểm mạnh dạ, của con là được. Con thích nấu ăn và con biết làm bánh, con thích giúp đỡ người khác. Rồi điểm yếu của con? Điểm yếu của con là con hơi nóng tính, nhưng một phần là con không kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi con tức giận là con luôn bộc lộ ra mặt lắm. Rồi con có sợ yêu xa không? Dạ không. Không hả? Dạ. Sơn ơi, Sơn đã xuống Kiên Giang bao giờ chưa? Dạ con xuống dưới rồi cô. Rồi con có thấy con gái Kiên Giang đẹp không? Dạ cái này con không đánh giá được, tại vì con đi là có khi là đi công việc, con không thì đi bưng quả giùm thôi. À vậy hả? Dạ, nữa vì quả có người bưng lại con, yên tâm đi. Mà con không nghe hả? Kiên Giang mình đẹp làm sao, đâu cũng đẹp mà ai ai cũng đẹp. Mình có mấy mối tình rồi à Trang? Dạ con chưa có trải qua mối tình nào chính thức hết trơn á. Con chỉ tìm hiểu rồi thấy không hợp rồi tiếp tục làm bạn thôi. Tìm hiểu trong bao lâu? Dạ lâu nhất là cũng 5 tháng rồi, nhanh nhất thì cũng 2 tháng rồi ạ. Tìm hiểu thôi chưa có gì sâu đậm hết trơn đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Con thì trải qua một mối tình. Sao chia tay Sơn? Lúc đó là trong thời gian thì con còn đi học, nên là bạn nữ về nhu cầu kinh tế thì không có đáp ứng đủ cho bạn nữ, nên là chia tay không hợp nữa, chia tay. Sơn có tật xấu gì không? Tật xấu của con thì chắc là chỉ có vấn đề là ngủ. Tại rồi. Vì tối con thức khuya, nên là sáng nếu không đi làm những ngày nghỉ là con có thể ngủ tới trưa mới vậy. Chào Sơn. Dạ chào cô. Con có một cái mẫu bạn gái như thế nào? Dạ cái mẫu bạn gái của con thì giống như bao bạn trai khác thôi, nhưng mà có một cái đặc điểm là cái mái tóc không quá ngắn. Mái tóc không quá ngắn. Rồi đừng có ngắn giống như trai đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ con hiểu rồi. Còn sao về nữa? Tính cách thì vui vẻ hòa đồng, hơi trẻ con tí thì cũng được. Còn vấn đề mà nấu ăn hay chăm sóc gia đình thì cái đó thì có thể là hai bạn khi mà nếu mà sau này có tiến xa hơn thì cái đó thì hai bạn sẽ tự bồi đắp cho nhau cái đó. Rồi cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Dạ thì cũng nấu ăn, cũng thích nấu ăn. Dạ cũng tròn tròn giống con để khỏi bị chơi giống số 10 di động. À tròn tròn giống con hả? Dạ. Hôm nay con đi với ai ạ? Dạ con đi với chị họ của con và chị đồng nghiệp ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Tâm, em là chị họ của Trang. Trang ở nhà thì là một người cực kỳ vui tính, yêu thương động vật. Gia đình của Trang cũng rất là tốt. Còn về bạn trai bên đây thì nói chung là vừa bước lên là em cảm thấy em cực kỳ thích luôn. Tại vì hợp hợp lắm. Mà kiểu tròn tròn như nhau á, cái ngoại hình là đã thấy thích rồi. Về tính tình thì bạn nói là bạn rụt rè, em càng thích hơn nữa tại vì hợp với lại Trang. Trang cũng rụt rè lắm à? Trang thì không rụt rè, cho em nghĩ cái đó là nó có sẽ có thể bù đắp được. Nhưng mà với Trang á thì chị nghĩ là Sơn kiên trì một chút. Tại vì Trang nói chung là có những cái Trang tính tình rất là thẳng thắn, kiên trì một chút thì sẽ ok. Dạ. Còn chuyện hai bạn ở xa nhau thì cái đó thì chắc là nếu như mà đã ông mối ông tính thử ông qua ông coi bên nhà gái tôi cái coi nè. Cái chuyện xa là không có quan trọng ở đây. Để coi cái... Dạ con chào chú. Trời mặt dễ thương quá trời. Hai đứa này cũng gọn gọn như nhau này. Tại vì con bị sụt sữa trễ. Mình có thể luyện tập được. Con có chơi thể thao gì không? Dạ lúc trước thì con hay thi đấu kéo co. Dạ. Hèn chi kéo quá nó xệ vậy đó hả? Nó sổ đó. Hai đứa đều có khuôn mặt rất là đáng yêu luôn. Ồ dễ thương. Mặt bên đây cũng dễ thương, bên đây cũng dễ thương á. Bây giờ con Sơn đi với ai này Sơn? Dạ con đi với mẹ, bạn và bà ngoại, ngoại tư. Ôi chào bà ngoại, chào mẹ, chào cả nhà luôn ha. Mình là mẹ của Linh Sơn. Hồi giờ mẹ đến đây thì mẹ không biết nói gì. Và nếu mà con đồng ý thì mẹ đồng ý. Có lẽ cô đang khóc đúng không? Xúc động. Tại xúc động á. Đúng không? Dạ. Tại sao cô lại xúc động như vậy? Tại vì thấy hai đứa cùng tính cách, hai đứa tướng phù hợp với nhau, hai đứa rất là xứng. Cô có mong mà Sơn sớm đưa con dâu về không? Dạ rất mong. Nếu mà hai đứa không đến chương trình thì thôi, nếu mà đứng đến chương trình này rồi thì thôi, hai đứa cho nhau một cơ hội. Dạ. Bây giờ vậy cho hai trẻ gặp nhau đi nha. Khen chú, khen khen chú. Hồi nãy có nghe chú có đói bụng mà không chú? Tôi đói con. Dạ con có gì con? Dạ bánh con làm, con mời chú với bạn em. Trời cảm ơn con. Trời nó tốt quá ta. Nói được à con? Dạ. Chú chấm ngay từ đầu luôn rồi đó. Trời ơi. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi xong cô ngồi đây rồi đưa chú hết nguyên hộp. Dạ chút nữa con tặng cô ghi.
Ghiêng hả? Ghiêng dạ. Ừ, nhỏ này tôi cũng chấm nó từ đầu luôn á. Lấy lòng ông Mai ha. Cho ông cái nắp đi. Đây cho cái nắp đi, ăn đây mắc cỡ quá chứ, bốn cái bánh này không đủ chú đâu. Chú ăn xong mở rào đi, mở rào cho hai trẻ nó gặp xong nhau. Để chú nhập vào hội Viên Sơn luôn. Vừa thôi, luôn. Mở rào đi bà con mở ơi. Mở rào. Thơm quá. Dạ cho bạn. Cái này là một ly trà sữa. Thì con gái mà ai cũng thích trà sữa hết nên là mình không có gì tặng bạn cái ly trà sữa. Trà sữa. Thôi. Đây 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 cô cầm. Bớt uống trà sữa là đi con. Mình thì sở thích là đi du lịch cho nên là mình tặng quả địa cầu là hy vọng là mình có thể cùng bạn đi du lịch là những nơi mà mình thích. Không, mình cùng sở thích á. Dạ. Cảm ơn bạn. Cho anh hỏi là cái cảm giác lần đầu khi mà gặp anh thì em có cảm giác như thế nào? Dạ. Có giống phù hợp với cái mẫu bạn trai của mình không? Dạ, em thì mẫu bạn trai của em đơn giản lắm. Chỉ cần biết quan tâm và cùng tần số với em là được rồi. Thì cho anh xin hỏi thêm là cái tần số của em là tần số mấy? Dạ là em khi em gặp bạn thì em giỡn hơi nhây à, với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn. Thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Vậy hai đứa mua chén nhựa về ăn đi. Gặp em lần đầu tiên anh có gì bất ngờ hay là anh có ý kiến gì không ạ? Cái này thì nói chung là không bất ngờ tại vì mình không có quan trọng là cái ngoại hình. Dạ. Quan trọng là cái tính cách. Dạ. Mà khi mà nghe em nói về cái tính cách của em là hơi nhây á. Dạ. Thì nó lại kiểu là có thể là đúng tần số với nhau. Tại vì khi giỡn mà cũng rất là nhây. Dạ. Thì em cũng có nhiều tật xấu lắm. Em thì cũng hay nóng tính như rất thẳng. Cho nên em sẽ cố gắng tiết chế lại. Thì nếu mà nhiều khi em nóng quá thì anh cũng thông cảm bỏ qua giùm em. Cái đó có thể bỏ qua được. Dạ. Còn về cái chuyện hẹn hò. Dạ. Thì nếu mà khi mà hai mình đã cho nhau một cái cơ hội yêu xa. Dạ. Có thể là một tháng chỉ xuống Kiên Giang một lần. Thì em có cảm nghĩ gì? À, nếu mà anh xuống không được thì để em lên cũng được, không sao hết. Trời ơi. Thì cái này anh chịu, cái này anh chịu. Nếu mà hai đứa yêu nhau vậy thì bao lâu mình về chung một nhà chứ để yêu xa hoài mệt mỏi lắm. À dạ, ba con ra điều kiện cho con là tháng 6 năm sau con phải lấy chồng. Ồ. Sao nè, Sơn có ý kiến sao về cái điều kiện này nè? Nếu mà bác trai ở nhà mà đã nói tháng 6 á. Dạ. Thì có thể là sớm hơn dự định của anh. Dạ. Tại vì anh dự định là có thể tới cuối năm. Dạ. Nếu được thì có thể là cuối năm sau. Dạ. Làm luôn đi. Ra gì anh cưới em luôn. Em muốn sau này là trai hay là gái? Con gì cũng được, miễn sao là con của hai người là được rồi. Lại là một câu rất là trùng tần số với nhau. Dù trai hay gái miễn là con của mình. Dạ. Rồi, tiền bạc, kinh tế ai quản lý? Kinh tế là chắc cho anh nói trước. Sau này là khi mà về chung rồi á, nếu mà được anh có thể đưa em nếu em cần. Nhưng anh chắc chắn anh sẽ không đưa hết số tiền mà anh kiếm ra. Dạ. Tại vì anh còn phải để phòng thân. Kể anh nói trước nên dạ. Là cái này khỏi bỡ ngỡ. Em cũng biết mà, ai cũng có cái quỹ đen riêng hết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng. Như vậy là kinh tế hai người tự chủ, tự quản. Rồi khi nào mà sẽ có một cái quỹ chung. Dạ đúng rồi. Đó, con. Hai chồng đó tháng bỏ vô cái quỹ chung đó bao nhiêu. Dạ. Để chi tiêu. Dạ. Rồi bây giờ nè, dạ. Nam tiến tới nắm tay bằng nữ nào. Ai truyền nhau cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Đó. Trời tay lạnh. Tay luôn Sơn. Đó, nhìn thẳng vào mắt bạn gái đi. Có bước nói gì với bạn gái. Hay hát tặng bạn gái đứng gần gần nhau xíu sao vậy, giống kéo co vậy. Hát hả? Anh xin hát tặng em một đoạn trong bài hát Tình Khúc Vàng. Dạ. Ngồi bên em cũng đàn hát lên tình khúc vàng. Bao nhiêu âu lo đời vụt tan. Ngày mai xa nhau rồi phút giây còn muốn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố. Bước theo em bên quanh hỡi tình say. Giờ về dòng sông, ấm lòng mùa đông. Nụ hôn ta trải về theo cơn sóng. Dạ. Đó thôi. Dạ. Mình đáp lại đi con, bên nhà gái mình đáp lại đi. Trên đường đi lễ xuân đầu năm. Qua một năm rụt rối tơ tầm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong. Mây nhiều rồi ít nhóng trông. Vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Em cũng hết thuộc rồi. Hay. Rồi, rồi, em ngồi. Ngồi. Về ghế ngồi đi nào. Dạ. Chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi, có sự góp ý của hai gia đình rồi. Hãy hướng mặt về phía trước. Nhắm mắt lại. Kiểm tra con tim mình một lần cuối cùng xem. Đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu đúng, nếu trái tim mình thật sự rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, khỏi bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. Suy nghĩ thiệt kỹ nha. Rồi cô đếm nè. 1 2 3. Hết thời gian.
nắm tay nhau nào. Vô cái tôi mở ra trái tim nó đỏ tươi vậy đó. Đó. Bây giờ là Sơn, ba mẹ của bạn gái đang xem truyền hình ha. Dạ. Sơn nói gì đó, tức là xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau. Hẹn hai bé một ngày không xa, con sẽ xuống Kiên Giang và xin thưa chuyện với hai bác. Ôi giời con. Dạ, con xin phép hai bác đang xem truyền hình ở nhà. Nay là ngập đầu tiên thì con cũng xin một nụ hôn gửi cho em. Để khi em về Kiên Giang em sẽ nhớ cái nụ hôn của cha nhà bè. Để mà em livestream, em bán hàng thì nó sẽ tốt hơn là em chỉ viết content thôi. Cái đó thì cái đó em chưa nghĩ tới, với lại em cũng không nghĩ là em sẽ livestream để bán hàng nữa. Em livestream được, em livestream, em quay clip, em review về sản phẩm của em. Livestream đủ chị Lan livestream. Ừ, em không, em muốn livestream là nhìn đủ chị đi, chị hỗ trợ cho. Chứ trời, đẹp trai ngồi ngồi về mà không livestream uổng quá à. Đúng không? Mình bán về mặt hàng điện tử đúng không? Dạ. Ừ, mới cầm máy tính lên nè, máy tính này nó đẹp như tôi vậy nè mọi người đó. Đại loại vậy. Vậy để mốt em có mở kênh thì em liên hệ chị. Ừ, mình phải tận dụng cái ưu thế của mình chứ. Đúng đó, chị Lan nói đúng á. Bây giờ mình phải show hàng cho mọi người thấy. Cái nào tốt mình show hàng mọi người thấy. Nó mua liền, còn giờ em có viết cái máy cũng không bao giờ thấy hàng thật hết trơn. Nhiều khi cái ngoại hình đó là không được. Nó là cái mà để thu hút khách hàng nữa. Người ta coi là vì người ta thấy em đẹp, trai, sáng sủa. Rồi người ta vô người ta coi, rồi sau đó người ta mới nghe về cái sản phẩm của em. Thì nó đi vào lòng người hơn. Bây giờ làm mai làm mối hay là tư vấn lại? Dạ, có, tại đây bé nó đẹp trai quá mà nó không chịu xuất hiện. Cho nên là mai từ lớn qua tư vấn live stream hả? Thì lâu lâu đá sơn chứ. Mình muốn là bán hàng máy điện tử luôn hả? Thôi bây giờ người ta nói gì mối tình của người ta rồi đó, nói chung đơn giản vậy thôi. Nãy giờ nghe bên kia người ta đưa ra cái tiêu chí là mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Đáp ứng... Bên kia không thích vô tâm nè, em nói em sửa nè. Bên kia người ta không thích hút thuốc nè. Em không có hút thuốc. À được, có nhậu không? Ít. Ít là... Xã giao. Xã giao là từng nhậu mấy lần? Từng chắc cuối tuần ha. Nhiều khi mấy tháng nhậu. À vậy được á, mặn lần nhậu mấy lon? Chắc 4-5 lon. Em không có nhậu để mà xỉn. À, em rồi, chỉ nhậu chơi okay, vui thôi. Thì tốt mà. Rồi, rồi nói chung á là ở Ngọc Châu á là mình thấy rằng á là gần như là chào quan viên hay họ. Nó ngồi dưới giống như là lâu lâu bị giật mình cái nó vỗ tay, giật mình cái nó vỗ tay. Dạ, chào cô chú ạ. Chào mọi người. Chào quan viên hay họ, chúc một buổi sáng tốt đẹp nhất. Đó, nó chờ nó giật mình đó. Nó đang ngủ có điểm giật mình vậy là không phải vỗ tay mà nó không biết gì. Tôi quýnh chết. Rồi mọi người, kiểm tra điện thoại cho em nha. Cắt hết cho mọi người, chuẩn bị quay ạ. Bình Nguyên ơi, dậy chưa? À, cảm thấy mở rồi. Giờ này trái giờ đang ngủ. Không, yêu thì cứ yêu, say thì bỏ đi. Gì con? Đợi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Khi đôi chân lặng thinh mang một đứa cài nút nữa thấy thương không? Đôi khi ta gặp nhau cái này của chúng nó bị hít lên để không? Dạy nhau cách sống trong khổ đau. Vú bự quá cái nó hít lên, hít cái này lên. Bự. Cắn ra quầy nó cắn con gì cắn nó cởi đầu nó cắn tùm lum hết trơn, cởi ra vũ nó ngứa tùm lum hết trơn, chú lột ra hết luôn hả? Ờ xong rồi, xong rồi mày có mặc quần cho tôi mới quay, không biết bữa nó quay trúng gì chứ không biết, nó chui vô á. Anh thấy em khá là hiền, với lại nhìn thì giống như bánh bèo á. Dạ em cũng khoai bánh mèo thiệt. Thì là... anh thích cái mẫu người như vậy hơn là mẫu người hiện đại bây giờ. Dạ. Thích bánh bèo hơn bánh ú hả? Bánh bèo dễ ăn mà chú. Mềm mềm, nó mặn mặn, ngọt ngọt, mứt mứt. Em cảm thấy anh sao? Em thấy anh thì cũng đẹp trai hơn là em tưởng tượng hôm nay. Hôm dạ. Nay luôn à? Dạ. Anh mới biết hôm qua luôn à? Em vừa mới được gọi hồi 3 bữa trước. Người ta bí mật đến giây phút dạ. Cuối cùng, đúng ra là 5 giờ sáng này mới báo luôn đó. Em ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở quận 4 và em cũng làm ở quận 4 luôn ạ. Em ở đó với ai? Dạ, em ở với một chị đồng nghiệp của em.
là em làm ở đó rồi ở đó luôn. Dạ. À, cái từ nhà tới công ty thì khoảng 5 phút thôi. 5 phút. Dạ. Ở gần thì khỏe hơn. Dạ. Ừ. Vậy thì anh sẽ chạy qua đó. Chạy qua làm chi? Hẹn hò mà chị hỏi chạy qua chi là sao vậy? Dạ. Rồi giờ hẹn hò tính sao? Từng gặp nhau mấy lần? Em anh thì dạo này bán cũng hơi ế nên cũng khá rảnh. Nói chung là khi nào em rảnh thì em cứ nhắn tin alo anh là anh chạy qua. À dạ. Vậy chắc nhờ gặp. Vô tâm rồi mà còn nóng tính hay quýnh nữa là mệt lắm ạ. Thôi. Vậy chỉ vậy thôi hả con? Vậy thôi, vậy là cũng mệt rồi đó. Ủa một cái vô tâm đi nha. Thì chú thấy cái đó là quan trọng nhất á. Nói chuyện hồi tôi kêu bên đó là con luôn á trời. Rồi thôi mình tới với em gái bên này đi. Ưu điểm của mình là gì cưng? À, dạ em hòa đồng với mọi người. Em thích nấu ăn. À, với lại là em cũng thích trao đổi, nói chuyện, quan tâm, chia sẻ với mọi người. Dạ. Còn nhược điểm của em là em có cái thói xấu đó là em hay mít ướt. Hay mít ướt hả? Dạ. Thì chị thấy em có cái nhược điểm nữa là em nói nhỏ đó, em nói nhỏ quá rồi sợ bên kia không nghe. Dạ. Mà nghe chị ơi. Dạ. Ừ. Cứ nói nhỏ đi. À bên đó chắc là gu thích con gái nhỏ nhẹ đúng không? Dạ. À. Bên đây là thích mít ướt nè. Dạ. Lộn, bên đây là hay mít ướt nè. Bên kia có chịu được không? Mít ướt lắm đó. Dạ được chị ơi, em dễ. Rồi vậy thì bây giờ mình sẵn về cái câu chuyện mình hay mít ướt rồi mình nói luôn về cái tình trường của mình đi. Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hai mối tình chị. À, mối tình lâu nhất của em là 4 năm. Sợ ha. Bữa hôm qua con cũng sợ tại con đầy nhiều quá. Trên rừng mà. Trời nghe câu chuyện con hen nó kể mà hồi lúc nó còn bắt đầu dậy thì á. Cái câu chuyện của con gái á, trời tội nghiệp. Nó là trên đó họ thiếu kiến thức. Tội. Vậy. Mấy chạy? Không mà hai ngày trên đây. Trên cao nguyên cũng hay. 3, 2, 1, 2. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Pinakoa, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép và tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống đã đồng tài trợ cho chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Lan và Linh gặp lại quý vị. Chúng ta sẽ cùng kết nối cho những mảnh ghép còn gian dở. Nếu như họ đồng ý bấm nút thì chúng tôi hạnh phúc. Và nếu như họ đi xa hơn, tôi lại càng hạnh phúc hơn. Và hạnh phúc hơn nữa là nếu như họ gửi tấm thiệp mời trên bàn cho chúng tôi nữa. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp thật nhiều cái niềm vui đó, hạnh phúc đó. Mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Đây chị đỡ lên cho. Mời em trai giới thiệu về mình. À, tự MC Ngọc Lan và Kiều Mỹ và đại gia. Cũng thà tôi một phương đó lắm mà cũng cảm ơn là hôm nay mới được hân hạnh mới được gặp hai MC. Nhưng là tặng mắt chứ hồi nào giờ cũng nhìn trên truyền hình không. Giống lên truyền hình không cô? Đẹp trai hơn truyền hình nhiều. Cô Kiều Mỹ đại gia lúc đó là 14 năm về trước rồi đó cô, bây giờ cô có thấy thay đổi nhiều không cô? Giờ xuống hơn hồi xưa đó. Thấy Kiều Lan là cũng vẫn như nhau. Cảm ơn cô. Để nói như là mẹ của Ngọc Trao nè, đây là ba Ngọc Trao. Nhưng mà cái là Ngọc Trao thì nói vậy thôi, chứ cái tánh của Ngọc Trao ở nhà nó cũng hiền. Làm nói chung là cũng không thuốc lá, không cà phê, cũng không có nhậu nhẹt. Tại vì lâu lâu có bạn bè mới rủ thôi. Rồi em bán đồ vi tính đó, rồi em cũng sửa vi tính đồ này kia kia nọ đó, nâng cấp máy đồ này kia thì em cũng ít nói. Nhưng mà có cái là nói chung là cũng biết quan tâm gia đình đó, thì nói vậy thôi chứ còn cũng biết quan tâm gia đình. Nói chung là cũng lo cho ba mẹ đó. Không thích đàn ông cái gì nhất, ghét cái gì thật xấu đó đàn ông. À con thì con chỉ không thích đàn ông hút thuốc thôi. Vậy thôi đó hả? Dạ. Vô tâm thích không? Không thích vô tâm, không thích gia trưởng. Nói chung là bạn bên kia có thể thay đổi được. Nói thôi chứ bạn nói gì thôi, bạn rất là hiền. Tính tình hiền lắm. Hai đứa hiền với nhau
là khỏe lắm, không nghe lộn. Dạ. Cái kia mà giận lên ngồi im rú đầu luôn, chỉ có cái nó vô tâm không thèm lo gì chứ đó, mình tự lo mà. Không báo động tới hả? Ừ, vậy làm gì làm không đó. Lo được không? Dạ được. Vậy được ha. Dạ. Rồi. Hỏi là tiêu chí bên đây thì sao nè, để coi bên nhà gái tôi có phù hợp không. Dạ, tiêu chí bên em thì đơn giản lắm, biết kính trên gần dưới. Sức bên đây dư sức, đây hiền lành lắm. Trung hải quá. Chỉ vậy thôi, không bằng nhiều. Vậy thôi, thích gái xăm mình không? Xăm ít thì được. Xăm ít thì được đúng không? Dạ. Xăm ít được, bên đó xăm xương xương à. Xăm ít nhiều cũng quan trọng. Quan trọng là cái tim người ta có xăm hay không thôi. Thì người ta hỏi trước. Cái tâm hồn người ta có xăm hay không thôi. Xăm là chuyện bình thường, đó là xu hướng của thời đại. Mai bây giờ đi xăm chị Ngọc Lan ra đây cho thấy cho biết. Chị tao gặp tao chửi chơi. Chửi Ngọc Lan không? Dạ. Chào chú Quyền Linh. Được không? Chào khán giả và chào chị Ngọc Lan. Ừ. Con năm nay là sinh năm 93. 93. Dạ. Con sống ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. À. Nghề nghiệp hiện tại là con đang kinh doanh online bên mảng máy vi tính. Con tên là gì? Dạ, con tên là Châu. Gì Châu? Dạ, Huỳnh Văn Ngọc Châu. Huỳnh Văn Ngọc Châu. Dạ. Huỳnh Văn Ngọc Châu. Ngay chữ Ngọc vô thấy nó rồi giống gái mà. Theo chữ Ngọc hả? Dạ. Ngọc Châu. Bên đó Ngọc Châu, bên đây Ngọc Lan á. Ok, Ngọc Lan hả? Dạ. Mình kinh doanh online là ngày nào mình cũng bán hàng ở trên mạng á hả? Dạ đúng rồi chú. À. Rồi, mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi cưng. Dạ, xin chào mọi người, xin chào chú Quyền Linh và chị. Nhỏ quá. Nói to lên. Nhà gái nó lớn lên cho nhà trai nghe luôn đi. Dạ, xin chào mọi người, xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Hoàng My, 29 tuổi. Em đến từ Vĩnh Long và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Hoàng My, 29 tuổi, sống ở Vĩnh Long và làm công nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là quận mấy cơ? Dạ, em đang làm ở quận 4 ạ. Quận 4 hả? Dạ. Ngọc Châu 29 tuổi, Hoàng My cũng 29 tuổi, là coi như đồng màu đồng chất luôn rồi đó. Ha. Dạ. À, Châu có thể nói cho nhà gái biết là những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Châu. Hai cháu có một cơ hội để mà tìm hiểu, nó cũng thấy mà nó hợp thì tiến tới hôn nhân. À, chú cô chú ủng hộ 100% ha. À, cũng ủng hộ. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Chào hai bác đi. Dạ con chào hai bác. Ôi, thấy nó hiền dễ thương không? Được rồi, ngồi xuống đi. Từ từ về là nếu mà được là gì làm dâu nhà này tốt á. Cô chú đó phúc hậu liền từ luôn á. Có hai căn nhà cũng đỡ lắm. Phải lo đỡ, đó là tương lai, nhưng mà mình phải phấn đấu chứ không phải dựa vô cái căn nhà đó. Dạ. Tương lai thôi nha, giờ chưa biết nói gì hết. Bây giờ mình đi với ai nè? Dạ, con đi với bạn của con. À, bạn hả? Rồi, xin chào em trai. Chào cưng. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào gia đình nhà trai và toàn bộ khán giả ở đây. Em xin giới thiệu là em là Quang, là bạn của Hoàng My. Thì em chơi với My cũng từ lâu, từ khi mà My mới lên Sài Gòn rồi. Thì anh em cũng thân với nhau lắm rồi. 1m7. 1m7 ha, để chị qua chị coi nha. Được, 1m7 được. Chào em. Mút sồ lắm. Thịt bắp đồ ngon lành lắm. Ngon lành. Cao mà. Đẹp trai mà. Lô cưng. Bên kia người ta không có thích vô tâm đó. Để em sửa. Em sửa ha. Cái đó sửa dễ mà chị. Cái đó không dễ đâu. Không có dễ đâu nha. Sửa nó khó lắm á. Nó là thói quen của em. Thói quen trong suy nghĩ của em rồi. Giờ bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có hai. Một là do là mối tình đầu thời học cấp 3 thì em còn nhớ thôi, chứ còn thật ra thì lâu dài thì mối tình thứ hai nó là cách đây cũng 4-5 năm, do bạn ấy còn nhỏ, bạn ấy nhỏ hơn em tới 5 tuổi là chưa muốn. Cách đây 4-5 năm là em 24 tuổi mà bạn đó nhỏ hơn em 4 tuổi, lúc đó bạn đó 20 tuổi. Đúng rồi chị. Em quen người ta còn đi học hả? Thật ra lúc đó là 20 hình như là học học đại học. Đúng rồi chị. Rồi sao chia tay? Bạn đó còn nhỏ thì còn muốn thích đi chơi này nọ, còn em thì 24-25 rồi thì em muốn lập gia đình, thế là em cảm thấy
cái mối quan hệ nó không có kết quả nên thôi. Trời nhưng mà chị hỏi cái này nó hơi cá nhân chút xíu, chị thấy em rất là đẹp trai nha, mắt mũi miệng rồi rất là đẹp, hài hòa và body cũng đẹp nữa, gì tại sao mà em không tận dụng cái lợi thế về ngoại hình của mình? Dạ, ưu điểm của con là lớn lên, nói lớn lên nào. Ưu điểm là gì? Dạ, ưu điểm của con chắc là ham kiếm tiền quá. Ham kiếm tiền quá. Đúng rồi, hết tiền là con làm được à? Đúng rồi, miễn có tiền làm được, không làm bậy thôi. Dạ. Làm gì nó đúng thôi ha. Dạ. Rồi vậy là tốt, còn gì nữa? Dạ chắc là thông minh. Cái tự nhận thì hơi kỳ nhưng mà thông minh. Mình thông minh mình đó thông minh chứ đâu kỳ. Dạ. Tự lên nào. Cụ thể là mình rồi, thông minh mình như thế nào nè? Dạ chắc mình sáng suốt trong những cái công việc của mình, tự mình nghĩ ra, tự mình làm chứ thật ra không ai chỉ hết, nhưng mà tự mình bước trên con đường của mình luôn. Mình thông minh lanh lẹ đó ha. Bây giờ là mình phải mạnh mẽ lên, mình nó tự bán hộ like mà nó thoải mái rồi, bán bây giờ thử bán thử đoạn coi nè, cho nó à, ngày nào cũng bán rồi bán thử đoạn coi. Dạ con đăng bài chứ con không có live stream. Ủa đăng bài hả? Bây giờ tưởng đâu bán hàng trực tiếp. Dạ không, đăng bài thôi hả? Dạ mình làm online á, mình bán online đăng bài thì mình nói nữa. Dạ, dạ con nói thì con nói chuyện với khách. Ủa, chú cầm video giùm Quyền Linh nè. À, này cô chú mặc áo nổi quá ha, áo rồng bay phượng múa nổi quá. Dạ được rồi, cô nói đi cô. Xin trước hết xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Xin chào MC và diễn viên điện ảnh Ngọc Lan. Dạ. Thì và chào tất cả trường quay hôm nay chương trình của bạn muốn hẹn hò. Dạ. Thì trước hết thì tôi xin chúc sức khỏe cả trường quay hôm nay, và chúc mọi người ở đây là sẽ hạnh phúc và vui vẻ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, tôi cũng nói chung là cũng xin cảm ơn chương trình bạn muốn hẹn hò hôm nay, cho nên chị mới tổ chức để gặp được nhất cái là MC Hoàng Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Là nói chung là cũng là thần tượng. Dạ. Thần tượng của hai MC. Dạ, cảm ơn. Nhất cảm ơn. Là những mùa dịch vừa qua đó, là cũng rất thần tượng MC Hoàng Linh, cho nên chị cũng xin thay mặt cộng đồng để cảm ơn Quyền Linh là những cái mùa vừa qua, mùa dịch là thấy rất vất vả. Dạ cảm ơn cô, hôm đó cũng là một chia sẻ lúc khó khăn với cộng đồng đó cô ạ. Dạ cũng với là cũng là thì qua cái chương trình hôm nay thì em cũng xin chúc mọi người dồi dào sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc. Đến với chương trình này thì em có thấy là bạn nam của mình rất là hoạt bát, rất là mạnh dạn. Tuy chia sẻ về cái cảm nhận của tự chia sẻ của mình là mình vô tâm và rất là nóng tính, nhưng mà em cảm thấy là điều đó với cái dân kỹ thuật về bán vi tính thì đó là điều hiển nhiên. Còn nếu nói về đối nhân xử thế gia đình thì em nghĩ là bạn này sẽ có một cái cách cư xử khác. Về một mặt khác thì bạn này thì là khá là sáng sủa và có những cái định hướng và độc lập để cho cái việc kinh doanh của mình, thì em thấy là bạn này cũng rất là tốt và có tương lai, thì cũng ủng hộ cho em My và bạn nam này sẽ có cơ hội cho nhau và được tìm hiểu nhau, thì bọn anh thì cũng rất là ủng hộ My. Rồi, xin cảm ơn em. Mở rào đi ha, mở rào. Trông đẹp trai lắm em ơi. Em không lắm chị mang giải lên. Ủa sao không bao giờ mà ông cùng chiến tuyến với tôi ở trên cái sân khấu này chứ nhỉ? Nó phải có mâu thuẫn như thế. Dạ, ông thương tôi không? Thương. Ừ, ông thương tôi không? Được. Dễ thương, Ngọc Lan dễ thương. Thôi thôi chứ tranh luận thôi chứ bà mối dễ thương lắm. Không có lo, để tôi lo cho. Bây giờ tôi nói với ông Mai nghe nè, hai bạn này tôi thấy rất là đẹp đôi nè. Hợp nhau là những cái tiêu chí của các bạn đưa ra nó cũng có quá khó khăn, nó chỉ có một vài chỗ nó hơi lấn cấn. Không, lấn cấn lớn quá. Thì tôi lo nhà trai tôi ví dụ vô tâm thôi. Không, bây giờ sửa được. Phải nói với nhà trai vô đó nha. Cái tôi nhà trai nó lại tôi binh nhà trai, nhưng cái này tôi không binh được. Một chút nữa mở rào là sẽ phải khai thác mạnh mẽ vô trong cái vấn đề vô tâm này, có cái gì là mở liền ngay chỗ đó.
Tình yêu mà vô tâm là nó vô nghĩa. Hôn nhân mà nó vô tâm á, nó vô thức luôn. Nói chung là cái đó phải bỏ. Không ai có thể vô tâm với người đối diện mình được hết. Đúng rồi. Ngay cả người ngoài cũng vậy. Một người tiếp xúc đầu tiên mình cũng niềm nở, mình chào đón, mình hân hoan. Gặp ta mà mặt bơ bơ thì mình vô tâm, người ta cũng ghét mình nữa. Đúng không? Đục mặt. Thôi bây giờ hỏi người thân ha. Em đi với ai cưng? Dạ, em đi với ba mẹ. À, chết cha của ba mẹ. Mình nói quá trời nói. Dạ, em chào cô chú. Dạ. Chào cô chú à. Hàng kiểu như nhắn tin thôi chứ cũng gọi điện đúng đâu nhưng mà không có nhìn mặt. Nhưng mà mình đăng bài như vậy là mấy cái content là của mình nghĩ ra hay là sao? Dạ đúng rồi chị. Ờ, như vậy là rõ ràng là mình cũng hoạt bát lắm á, thì mình mới nghĩ ra rất là nhiều những cái content để mình bán hàng mà. Dạ. Mạnh mẽ lên, tự tin lên. Là không phải mạnh mẽ lên, hoạt bát lên, chủ động hơn nữa nha Châu nha. À. Dạ. Rồi. Còn có điểm cái tật xấu hay là một cái điểm gì mà khuyết điểm của mình tự nhận thấy không? Tật xấu của con thì nhiều quá chú ơi. Ví dụ cụ thể đi. Dạ. Theo mọi người xung quanh thì nói là con hay vô tâm với lại nóng tính. Ồ, vô tâm là mệt đó nha. Cái vô tâm đó là không được đâu, phải khắc phục liền tức khắc luôn. Dạ. Điểm đó là yếu nhất của đàn ông luôn á, mà phụ nữ không bao giờ thích cái chuyện vô tâm đó. Đúng rồi. Còn nóng tính là sao? Nóng tính là kiểu con đang làm việc mà ví dụ ai mà hay càm ràm á, là con bực mình, con không muốn nói chuyện. La lại không? Không. Quýnh lại không? Bình thường con nóng thì con sẽ im lặng chứ không có chửi. Được, im lặng tốt. Chứ chú nóng chú chửi á. Nào, ừ, chú đã. Châu nha. Nó ngồi dưới trời đó. Bắt đầu đi Châu. Dạ. Dạ em có món quà tặng anh ạ. Dạ, cảm ơn em. Dạ hơi nặng. Dạ không sao, anh khỏe mà. Dạ. Cái này thì anh hơi gấp nên anh nếu em bấm nút thì anh bàn bù gấp 10 lần. Dạ em rửa anh. Dạ. Nãy gì không nghe. Ủa sáng dầu đi mua bông hả? Dạ đâu, tối không phải chút. Hả? Tại chương trình báo gấp to. Không có ai mua vậy. Nói cái gì mà nếu mà em bấm nút gì đó, chưa dễ cho vụ người ta bấm nút rồi nha. Không. Nãy nói gì? Em nói là món quà thì nó chưa có được chỉnh chu. Chỉnh chu. À. Nếu mà em bấm nút thì em sẽ đền bù sau. À ok ok ok. Đây chị cầm cho. Chị cầm cho em dễ nói chuyện. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Anh cảm nhận người em như thế nào? Em thì em thấy lắm, tại vì nhà có một mình Ngọc Châu, còn hai anh chị là đi lấy hai người chị gái, là có gia đình ở riêng, là chỉ có mình Ngọc Châu thôi, là con út thôi, sống với ba mẹ. Vậy là ở với ba mẹ nữa, lấy vợ vậy là làm dâu đúng không cô? Không, tại vì đây nè, tại vì là nói ngay ra này cũng không, ví dụ như lúc đầu á, ví dụ như mới cưới gì thì muốn ở với ba mẹ thì ở với ba mẹ, còn không thích thì ở riêng. Tại vì là cô cũng có hai căn nhà cho thuê. Còn nếu mà thích ơi. Ví dụ như thích, ví dụ như lúc đầu về thì thích ở chung, ở trong sau này thích ở riêng thì cứ tùy ở riêng. Tại vì là thì cứ lấy một căn lại cho hai cháu ở. Dạ. Nhưng mà ví dụ như vậy nè, tại vì đi ở chung với cô chú á thì cô chú lo cho, ví dụ như ví dụ như là đi làm thì cô chú ở nhà trông cháu hay là nấu cơm nước rồi vậy đó. Chứ còn nếu mà ở riêng thì tự lo, nói chung vậy đó. Ở chung thì thích vậy đó. Ở chung mai mốt là đẻ con đẻ cái con bà là mở lắm luôn. Nhà bên kia cho thuê lấy tiền. Đúng rồi. Còn đây con cái ông bà lo hết. Đó. Uống điện nước ông bà lo hết. Vậy mắc mới gì ông ở, mắc mới gì ông làm dâu. Đúng rồi. Con gái tôi cũng làm dâu nữa. Nhà em chia tay cách đây khoảng 1 năm á chị. Quen 4 năm rồi chia tay. Dạ, chắc cũng hai chuyện cũng lớn lắm cho nên mới chia tay đúng không? Dạ, tại bạn đó thì tính gia trưởng á, cho nên là bên kia gia trưởng là em hay mít ước. Dạ. Nên là không có hợp được với nhau hả? Dạ. Vậy thôi hả? Dạ. Trời ơi, thôi coi như là duyên nó chưa tới đúng không? Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị một cái cuộc tình mới được chưa? Dạ, được. Vậy em nói luôn về cái tiêu chí chọn bạn trai của em đi, để chị nói cho bên kia biết luôn. Em nói chung là em cũng dễ tính á chị, ví dụ như em còn một người biết quan tâm chia sẻ với nhau thôi
chứ em cũng không có cần phải gì đẹp trai quá hay là về ngoại hình thì tương đối thôi chứ dạ, không có cần đẹp trai đó là được. Biết quan tâm. Dạ biết quan tâm. Bên kia hơi vô tâm đó. Thấy hơi lắm đó. Em chỉnh lại. Em chỉnh được không? Dạ từ từ em chỉnh. Cái điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích đàn ông hút thuốc. Dạ. Với em không thích đàn ông gia trưởng. Dạ vậy thôi hả chị? Bên kia nãy chị nghe vô tâm thôi chứ chị chưa nghe tới vô tâm từ lúc trước thôi. Giờ ta thay đổi rồi. Bắt đầu ngày hôm nay ta thay đổi luôn rồi. Mà hỏi thiệt là thích trai cao cao cỡ nhiêu có muốn thử không? Tại em hơi lùn á cho nên là em thích con trai cao khoảng. Trời đất ơi. Với lại hai nữa là vậy nè, cô chú thì cũng còn trẻ, tại vì cô chú cũng không quan tâm cái chuyện mà làm dâu ha, không làm dâu, tại vì cô chú là trẻ tự cô chú lo được, chừng nào sau này cô chú già yếu là hẳn tính. Bây giờ hiện tại là cô chú là mới có sáu mấy tuổi thôi, cô 61, chú 63 thôi. Thấy dâu dễ thương, dâu tương lai dễ thương luôn. Thì nói chung là thấy thì bé này thấy cũng được, cũng cũng dễ thương, nhưng mà luôn. Tại vì thì nói chung là cô cũng muốn là hai đứa thì cũng cho nhau cơ hội để gặp nhau, nếu mà ấy được thì tiến tới thì bây giờ đó. Rồi chú nói cho con vài câu, thấy cô dâu tương lai này được không chú? Chú để vô cái xong cái tấm đó. Hello, mình cũng xin chia sẻ chút xíu là nãy giờ qua của con trai nói chuyện của bên người nữ này, tôi thấy một nữ này là cũng hiền, nói chung là cũng tạm được, chứ cũng không có kiểu mà đanh đá, ví dụ như vậy, tôi thấy cũng thấy hơi gạo, thì nói chung là cũng được rồi thôi, để cho đáp ứng được hết cái nhu cầu kia, chỉ có cái vô tâm mà cái này phải sửa bắt đầu từ ngày hôm nay luôn, nó sửa cũng lâu lắm á, thấy không? Để thay đổi cái đó nó cũng hơi lâu, thành ra bắt đầu thay đổi bây giờ vẫn còn kịp, mình còn trẻ mà ha. Để qua coi nhà gái coi sao coi. Trời, nhà gái người ta dễ thương, ngời ngời. Nhà gái được dễ thương, cười rất là tươi ha. Nhưng mà nói chuyện hơi nhỏ chút xíu, mình làm văn phòng người ta mình nói có hai ba người nghe nó nhỏ quen rồi đúng không? Mình mốt về á, lại chim đó, lại chim, mình nuôi lớn lên, nha. Xinh gái bộ. Rất là xinh gái rồi nha, cười rất là tươi luôn á. Vậy chừng nào lấy chồng được nè? Khoảng 5, 2 năm, 3 năm? Dạ chắc khoảng 2, 3 năm nữa. 2, 3, 3, 2, 3 nó xa lắm. Dạ, dạ, 2, 2 năm. 2 đi nha, 2 đủ xuống đi. Nếu mà yêu nhau gấp quá, mình khoảng 5 rưỡi thôi là được rồi. 29 là cũng tới rồi đó. Dạ. Lớn tuổi, đẻ con khó lắm. 30 trở lên là đẻ con mệt rồi đó. Dạ. Thấy không? Ở 30 là vừa, 30, 30 rưỡi là được rồi nha. Dạ. Rồi, bây giờ là mình